Xin chào toàn thể anh chị em đã đến lại với kênh Liên Ngọc Tuấn MMO nhé Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em Đó là cái cách anh em điền form về cái kèo OPA này Hiện tại nó đã ra vòng 2 nhé Ai chưa làm vòng 2 thì chúng ta làm nhé Ngoài ra thì trong thời gian này mình cũng có sắp xếp một cái kèo cực kỳ ngon này Cái kèo này uy tín anh em nhé Đó kèo nhận 700 token Zoda hoặc có Zobit nhé Anh chị em nhớ làm thế Đấy rồi bắt đầu nhé. Link uh, điền form mình sẽ để dưới phần mô tả video. Rồi ok anh chị em nhé. Thì uh, cái điền form là bắt đầu từ ngày mùng 3 rồi, ngày hôm qua đến ngày mùng 7 là hết nhé. Anh chị em nhớ điền form vòng 1 này nhé. Thì điền form đây chúng ta cần điền là username Telegram này, Twitter, Facebook, upload ảnh chụp màn hình cái số Zephyr này và ví ERC20 này, ví ETH của trước wallet hoặc MetaMask nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn anh chị em này username và telegram hôm bữa anh chị em làm nhé twitter này anh chị điền link facebook này Ở đây anh chị úp lát cái ảnh chụp màn hình này để em hướng dẫn luôn nhé. Rồi phần chụp phần chụp màn hình ấy, thì anh chị em nhớ là chụp cho mình có gồm có này, đó là ba len này, đây số này, số lượng z này và số cái ví nhá, anh chị em phải điền ví nhá, bấm vào wallet này, bấm z Ring này và phần ba len này là nó sẽ hẹn ra anh chị em nhớ chụp màn hình cho mình cái vòng này nhé, đây chụp đơn giản thôi, đây là nó có hẹn ba thông tin này Rồi anh chị em chụp màn hình sau khi chụp màn hình xong anh chị em anh chị em gửi vào form nhé anh chị em bấm vào phần thêm tìm này để gửi ảnh khi này chụp màn hình mình lên nhé chọn từ thiết bị anh chị em bấm vào tải lên này rồi ok sau đó chúng ta điền cái ví eth của trước con led ấy mà anh chị đã đăng ký cái hôm trước và chúng ta bấm gửi rồi ok như vậy mình đã hoàn thành xong việc hướng dẫn anh em điền form opa token hiện tại đang có vòng hai anh chị em nhớ đăng ký link bên dưới luôn nhé còn nếu anh chị em chưa đăng ký vòng 1 thì có thể xem video hướng dẫn của mình trong kênh Lê Ngọc Tấn MMO. Và anh chị em nhớ đăng ký luôn cái kèo Zobit nhé. Một trong những cái kèo cực kỳ ngon đấy. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ subscribe và like kênh video giúp mình.